Đây vườn bưởi rất lớn này các bạn ơi, vườn bưởi ở Cẩm Mỹ Đồng Nai. Mình hôm nay mình lên đây mình làm hệ thống tưới cho đây. Đây là khách, đây tiếp tân khách sạn này, khách sạn vườn bưởi. À. À, đây là lối đi vào của khách sạn đây. Sáng giờ chưa có ai, mình dậy sớm nên mình quay video cho các bạn xem. Mình rất mê nông nghiệp, đi tưới cây cho tất cả các loại cây trồng, làm tất cả các hệ thống tự động. Đó, đây có phân lô rõ ràng này không? Đó, phân lô A, khu A. Đó, bên đây là khu B. Cây đẹp lắm bạn ơi. Đó, đây là cổng vào của khách sạn. Giờ này mới 6 giờ họ đang đóng cửa. À, đây là bưởi, vườn bưởi bao la. Mình hôm nay lên đây mình thiết kế cái hệ thống tưới để cho họ. Họ cũng đã có làm rồi nhưng mà hệ thống tưới là bán tự động. Mình giờ hiện giờ mình lên mình thiết kế lại cho họ là tự động quá, sử dụng bằng smartphone hết tất cả. À, bữa đây ở Cẩm Mỹ Đồng Nai các bạn, vườn bưởi rất tuyệt vời, nó sung mãn vô cùng, lá to, cũng có một số cây nó bị yếu, cây này như là cây này nó sinh trưởng kém, chuyển chơi chậm hơn người ta. Sùng ghê, đang đâm đọt non, đẹp quá, trái vi vu, lượng trái vừa phải để cho họ nuôi cây nữa mà. Sáng này hơi tệ, hơi lạnh, sẽ mới 6 giờ mình ra đã ra vườn, vườn bưởi rất mênh mông, này không biết là chưa, họ tỉa cành tạo tán rất thoáng. Giờ chỉ có cung cấp nước tưới cho nó đầy đủ là cây nó phát triển và vô phân. À, vườn bưởi còn rất rộng lớn nha các bạn. À, mình mong đây đẹp. Ở đây cũng có, họ có chiếc nhánh nè, họ chiếc nhánh để họ nhân giống nè các bạn. Đó, bưởi, vườn bưởi.
bưởi xanh đen tốt quá. Cái bưởi rất đẹp mà. Đó. Cái bưởi đây các bạn ơi, nó đẹp không? Sáng mình tranh thủ dậy sớm quay cho bạn một vòng qua để xem lại. Từ nay mình đã đi thi công vườn hệ thống tưới rồi, không có thời gian nữa. Đó, vườn bưởi bao la rộng lớn. Trong số này cũng có 1/2% cây nó đã bị bệnh, cây này do bị bệnh phát triển kém. Đó, cây này là khu D. Tiếp tân khách hàng. Này có một cái hồ nước rất lớn để dành cho tưới tiêu này. Bên kia một miếng đất rộng lớn này. Đó, trồng bưởi này, diện tích mình chắc mình chưa có thể đi hết giáp nổi, để chắc phải để ngày mai ngày mốt vậy. Vườn bưởi rất lớn. Đó. Diện tích này dám cỡ 4-5 hecta. Đây là nhà nghỉ của khách sạn này. Đó, nhà để dừng chân nè. Đây là khách sạn vườn bưởi. Khách sạn vườn bưởi. Những cái bưởi sum xê nằm ở đằng trước mặt của chúng ta đây nè. Đây là lối đi vào có hàng quao dừa. Đây có lục bình gỗ đây. Rồi xin chào các bạn buổi sáng hôm nay ha. Mới vào đêm hôm thấy một vườn bưởi rất đẹp. Rồi, xin chào và các bạn nhé.